Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn trà khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách gạo lại. Đến phủ Mông Tắc Vương, Hỏa Yến và Tiêu Giác xuống xe ngựa, có một tiểu tỳ từ trong phủ dẫn đường cho họ. Đây không phải lần đầu tiên họ tới vương phủ nên so với lần trước, họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu tỳ dẫn họ đến cửa vào của Yến Thính rồi cung kính nói. Điện hạ và quý khách đang ở bên trong, kiều công tử và phu nhân có thể trực tiếp vào. Hỏa Yến và Tiêu Giác bước vào Yến Thính, Mục Hồng Cầm đang ngồi dựa trên giường mềm, áo bào đỏ trải một mặt, khóe môi chứa đượm nụ cười nhạt, nhưng đầu ngay nhạc công khải đàn. Trước bàn dài còn có một người ngồi, đưa lưng về phía Hỏa Yến, mặc trường bào màu xanh trúc, đầu đội ngọc châm, bóng lưng trông quen thuộc. Hỏa Yến còn đang suy nghĩ người đó là ai thì Mục Hồng Cầm đã nhìn thấy họ, mỉm cười nói. Tiêu Đô Đốc đến rồi. Hỏa Yến và Tiêu Giác cùng hành lễ với Mục Hồng Cầm. Cùng lúc đó, người đàn ông đưa lưng về phía họ cũng đứng dậy và quay đầu lại. Dáng vẻ của anh ta không khác gì trước đây, nhã nhận và thanh thoát như tiên, khiến Hỏa Yến không ngờ rằng lại gặp Sở Chiêu ở đây, tại Phủ Mông Tắc Vương. Hỏa Yến chỉ chấn kinh trong một khoảnh khắc, rồi ngay lập tức lo lắng trong lòng, nghĩ rằng việc mình đang giả trang nữ tử sẽ bị sở chiêu phát hiện. Nếu anh ta nói với từ kính phủ, thì sẽ gây rắc rối cho tiêu giác. Cô bước lùi lại một bước, ý định chắn tầm nhìn của sở chiêu, nhưng cô hiểu rõ rằng nếu không rời đi ngay lập tức, thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu giác dường như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn cô một chút, nói. Sợ cái gì? Hỏa Yến đang định nói gì đó thì sở chiêu đã chào tiêu giác và hỏa Yến. Tiêu đô đốc, hòa cô nương rõ ràng là anh ta đã nhận ra, nên Hòa Yến không cần che giấu nữa, cô biết sắc mặt mình lúc này chắc chắn rất khó coi. Tiêu giáp nói, sở tứ công tử, mục hồng cầm cười cười, các ngươi là quen biết cũ, ngồi đi, sở tứ công tử từ sóc kinh đến làm khách quý. Tiêu giáp và Hòa Yến ngồi xuống bàn con trước mặt, tiểu tỷ bên cạnh châm trà, mục hồng cầm giơ tay để nhạc công dừng lại, Yến thính trở nên yên tĩnh. Hỏa Yến cúi đầu nhìn lá trà trong chén, biết rằng nên ít nói chuyện để tránh gây họa tiêu giác nhìn sở chiêu hỏi sở tứ công tử đến tế dương có việc gì sở chiêu cúi đầu cười rồi trả lời ta đến đây vì ô thác hỏa yến lắng nghe nghe sở chiêu tiếp tục hiện trong thành tế dương có người ô thác trà trộn vào sợ rằng sẽ gây náo động trong vài ngày tới ta đến để giúp điện hạ không để dân tế dương bị tổn hại anh ta nhìn về phía mục hồng cầm tiêu giác khẽ cười không biết sở tứ công tử từ đâu biết có người ô thác trà trộn vào tế dương. Sóc kinh bắt được người ô thác mưu đồ khởi binh, tìm hiểu nguồn gốc thì biết được người tiếp ứng hiện đang ở tế dương. Ta cùng phụ thân thông qua mật tín biết rằng họ dự định phát động chiến tranh ở đây. Phụ thân bảo ta đến báo cáo với điện hạ để phòng ngừa. Tiêu giáp nhướng mày, âm giọng trào phúng. Theo ta biết, thạch tấn bá đã không quản sự vụ trong phủ, chỉ sợ không phải do ông ta ra lệnh. Lời này đã được Lâm Song Hạc nói với Hỏa Yến trước đó, Thạch Tấn Bá mỗi ngày chỉ lo trêu hoa gẹo nguyệt, việc trong phủ đều do phu nhân quản lý. Thạch Tấn Bá đã từ lâu không còn quyền lực, mà thực chất phủ đệ này là của Sở Chiêu. Chỉ là người ngoài hiểu lầm đồn thổi. Sở Chiêu cười đáp. Phụ thân nói, ta không dám không nghe. Mục Hồng cầm dường như nhận ra điều gì từ cuộc đối thoại giữa hai người, chỉ miễn cưỡng uống trà, bất động thanh sắc quan sát. Muốn báo cho Điện Hạ, chỉ cần gửi một phong mật tín là đủ tiêu giáp nói sở tứ công tử cần gì phải tự mình đi một chuyến bởi vì còn có thứ quan trọng khác cần giao tận tay điện hạ mục hồng cầm cười khẽ sở tứ công tử mang đến bản đồ binh phòng của người ô thác tiêu giáp và hỏa yến cùng ngước mắt nhìn mục hồng cầm có bản đồ binh phòng của đối phương chiến tranh thành công một nửa quan trọng như vậy sở chiêu làm sao có được hỏa yến không nhịn được hỏi Sở tứ công tử có được bức đồ này từ đâu? Làm sao xác định là thật hay giả? May mắn có được. Sở chiêu cười ôn nhu. Về phần thật hay giả, ta không thể xác định, cho nên chỉ có thể giao cho điện hạ. Sở chiêu nhìn tiêu giác, tiếp tục. Nhìn thấy tiêu đô đốc, ta yên tâm. Dù bản đồ là thật hay giả, tế dương chắc chắn sẽ an toàn với tiêu đô đốc chỉ huy. Lời này khiến hỏa yến trong lòng nhảy lên, nhìn tiêu giác. Trận chiến thủy công tại quốc thành trường cốc là một khắc khó quên của tiêu giác, lời nói của sở chiêu chẳng khác gì đâm vào vết thương của anh. Tiêu giác yên tĩnh, khẽ cười, nhìn sở chiêu. Sở tứ công tử mang một phong không biết thật giả bản đồ binh phòng, có phải làm chuyện bé xé ra to. Nếu việc liên quan đến đại ngụy xã tắc, không thể coi là chuyện nhỏ. Sở chiêu lắc đầu. Ta ở lại tế dương để cùng tiêu đô đốc kháng địch. Cùng kháng địch. Tiêu giác mở miệng. Sở tứ công tử khó bảo toàn thân mình, ai cứu ngươi Sở Chiêu mỉm cười, Tiêu nhị công tử giỏi chế diễu người khác, không ai bằng. Huống hồ Sở Tử Lan sắc thực văn nhược, nếu xảy ra chuyện chỉ thêm phiền phức. Tiêu Đồ Đốc, Mục Hồng Cầm nhìn Tiêu Giác, ta sẽ cho ngươi một bản sao của bản đồ binh phòng, tất cả binh sĩ trong và ngoài thành Tế Dương, ngươi chỉ huy. Tiêu Giác nhướng mày, điện hạ suy nghĩ chu toàn. Mục Hồng Cầm nhìn Sở Chiêu, cười, Sở tứ công tử đường xa mà đến người và tiêu đô đốc quen biết cũ, những này này ở tại thôi phủ, có việc quan trọng thì thương lượng. Sở chiêu hoàn lễ. Điện hà có lòng. Hòa yến nghĩ, mục hồng cầm thực sự tốt, vừa đến đã sắp xếp hai đối thủ cạnh nhau, muốn an ổn vượt qua 10 ngày này không dễ. Nói thêm vài lời khách sáo, mục hồng cầm đứng dậy để người đưa họ về thôi phủ. Sau khi yến tính chống vắng, một thị nữ hỏi. Điện hạ sao để sở tứ công tử ở tại phủ trung kỵ đại nhân, Tiêu Đô Đốc không thích Sở Tứ công tử, hai người này bất hòa. Mục Hồng cầm buồn bã nói, bất hòa liền lẫn nhau ngăn được, Tiêu Hoài cần giỏi dùng binh, nhưng không thể toàn quyền, ai cũng không biết lời hắn thật hay giả. Nàng thở dài, thời gian không nhiều. Nếu Ô Thác thật muốn động tế Dương, phải an bài dân chúng rút vào nội thành. Nàng một mực bảo vệ tế Dương nhiều năm, không thể thất bại lúc này. Còn có Mục Tiểu Lâu. Nàng xoay người, đôi mắt lạnh nhạt đi gọi tiểu lâu đến. Hỏa Yến cùng tiêu giác ra khỏi vương phủ, sở chiêu đứng bên cạnh, cả ba xuất phủ không nói chuyện gì. Hỏa Yến thầm tính toán, làm sao che giấu được chuyện này. Không bằng khẳng định mình là nam, lần này giả trang nữ là bất đắc dĩ, nói là nam sinh nữ tình nhân. Xích ô theo họ lâu, cũng không phát hiện, nghĩ vậy, cô thấy dễ dàng hơn chút. Hòa cô nương, đang nghĩ ngợi, có người gọi, Hòa Yến quay đầu, sở chiêu mỉm cười nhìn cô tiêu giác cũng đứng lại, không đi xa. Có cấp trên bên cạnh, Hòa Yến cảm thấy an ủi, nhìn sở chiêu cười. Tứ công tử không cần kêu ta như vậy, thực ra ta. Không ngờ sau lần trước gặp hòa cô nương, hôm nay lại thấy cô nương giả nữ. Nam tử cười ôn hòa, lời tán dương chân thành hơn tiểu nhị tú la phường và lâm song hạc. Hỏa Yến muốn nói nhưng im bặt, không biết sở chiêu nhìn thấy cô khi nào. Hỏa Yến nhìn tiêu giác, anh nhớ mày, chờ cô nói. Sở huynh ý gì, ta không rõ, khi nào ta? Hòa Yến hỏi. Trường đua ngựa ở Sóc Kinh. Sở chiêu mỉm cười. Hòa cô nương bảo vệ phụ thân và ấu đệ, dạy dỗ triệu công tử, tư thế hiên ngang, thật sự rất khó quên. Khi đó, gió thổi lụa trắng trên mặt cô nương, ta thấy gió mặt cô nương. Lúc đó, ta đã biết cô nương là nữ. Sóc Kinh trường đua ngựa, chuyện từ lâu, sở chiêu còn nhớ kỹ, chẳng phải là đã biết cô là nữ từ lâu. Hòa Yến kinh ngạc sở huynh đã nhận ra ta ở lương châu lúc đó cô nương không muốn bị phát hiện lại là ở vệ sở bí mật khó giữ ta không thể nói ra sở chiêu nói bây giờ gặp nhau không cần giấu nữa ta chỉ muốn hòa cô nương thoải mái tại lương châu không nói bây giờ tại tế dương ta cũng không nói với ai dù không rõ thân phận sở chiêu nghe lời này hòa yến cảm thấy hắn thân mật liền cười cảm ơn sở huynh giữa ngươi và ta không cần nói lời cảm tạ sở chiêu cười không muốn vì ta mà cô nương lo lắng ta không phải người như vậy tiêu giác lạnh lùng nghe mỉm mai cười sở tứ công tử nói dễ nghe ngàn dặm đến tế dương không phải để mật báo mật báo cũng phải phân gió địch hay bạn nam phủ binh không nhọc sở tứ công tử lo lắng tiêu giác nhướng mày mặc dù thân phận nàng có bị bại lộ ta cũng sẽ bảo vệ nàng sở chiêu sững sờ nhìn hòa yến hòa cô nương đã gia nhập nam phủ binh hòa yến đúng tiêu giác đáp nếu giả trang phu thê giải quyết chuyện ở tế dương sẽ cho nàng vào nam phủ binh sở chiêu ánh mắt khẽ động cười ta chúc mừng hòa cô nương hòa huynh hòa yến gật đầu tiêu giác không còn việc gì khác xin mời sở tứ công tử tự tìm xe ngựa hai phu thê ta không thích hợp cùng người khác nói chuyện quá lâu xin mời tiêu giác không che giấu sự chán ghét sở chiêu không giận cười nói tiêu đô đốc hẹn gặp lại ở thôi phủ. Hỏa Yến hồi cười. Xích ô đánh xe ngựa tới, Hỏa Yến và Tiêu Giác lên xe, chỉ nghe Tiêu Giác lạnh lùng nói. Ở trường đua ngựa tại Sóc Kinh, kẻ so cưới ngựa với người nhà họ triệu là ngươi. Hỏa Yến không ngừng kêu khổ, đến rồi, sở chiêu nhắc chuồng ngựa, suýt quên Tiêu Giác cũng ở đó, còn tặng ngựa cho Hòa Vân Sinh, bị đặt tên. Hương hương, đúng. Hỏa Yến nói trước. Lúc nhìn thấy đô đốc đưa ngựa, xá đệ thích vô cùng, mỗi ngày đều cắt cỏ cho nó ăn. Đến nay vẫn không kịp cảm tạ, nếu không phải đô đốc giải vây, không biết chúng ta đã bị tên họ triệu làm khó xử đến mức nào rồi. Đô đốc đại ân, hòa yến không thể báo hết. Tiêu giác ánh mắt lạnh lùng và nói. Ngươi sớm nhận ra ta, đúng không? Hỏa Yến không đáp lời, đời trước đã biết, cái này thì phải nói làm sao? Ngài là hữu quân đô đốc, phong vân tướng quân, làm gì có ai sánh bằng phong thái của ngài, đương nhiên là ta nhận biết. Nhưng ngài cao cao tại thượng, ta chỉ là con kiến bên cạnh gót giày, cho dù có nói ra thì ngài cũng không biết ta. Khi vào quân doanh, ta đoán đô đốc đã quên chuyện cũ, quý nhân thường có nhiều đại sự phải lo toan, làm gì còn thời gian nhớ đến bọn kiến cỏ như chúng ta. Về sau ta đoán đô đốc không nhớ, sao ngài còn nhớ việc này. Biết rõ ra hòa này nói láo, nịnh ngọt một đống, nhưng nàng mắt ngọc mày ngài, biểu diễn không vui, lại buồn cười. Sở chiêu còn biết nàng là nữ trước mình nghe thế nào cũng cảm thấy không vui. Tiêu giác. Ngươi còn gặp hắn, không có. Hỏa yến vội. Tại Sóc Kinh, gặp hai lần. Lại phàn nàn. Trùng hợp, hắn ở chuồng ngựa, hắn thấy được mặt ta. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ che mặt thật chặt, mang mặt nạ sắt. Khi đó hắn sao biết ta là ai? Ngươi không muốn hắn gặp lại ngươi. Đương nhiên. Hỏa yến không hiểu. Nếu để lại sơ hở, ai biết sau này liệu có rước hỏa vào thân không? tiêu giác cười, ngươi cũng không đến nỗi ngu. Đô Đốc, Hỏa Yến hỏi, ngài nghĩ Sở tứ công tử có nói thân phận của ta ra ngoài không? Hiện tại đã biết sợ. Không sợ, Hỏa Yến nói, nếu hắn nói, ta chạy trốn là được, nhưng ta không nỡ rời xa Đô Đốc, chia tay sẽ rất khó chịu. Ngươi không nỡ, là vào Nam phủ binh, sao ngài nghĩ vậy? Hỏa Yến nghiêm mặt, với thân thủ của ta nên được trọng dụng, ta nên vào Nam phủ binh lãnh binh đánh giặc vì Đô Đốc. Hỏa Yến nói lời nịnh nọt không đỏ mặt không gấp. Đô đốc, ngài nói còn giữ lời chứ. Lời gì, mặc dù thân phận bại lộ, biết ta là nữ, ngài vẫn sẽ bảo vệ ta. Tiêu giác. Không cần phải lo, sở ra cho dù tay có dài, cũng không với sâu vào nam phủ binh được. Tuy nhiên. Hắn nhìn Hỏa Yến, không mặn không nhạt nói. Tại sao ta phải lao tâm khổ tứ, phiền muộn vì chuyện của Hòa Đại Tiểu Thư đây? Chúng ta cũng là quan hệ không tầm thường mà. Hỏa Yến đáp, Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, "Ngươi nói gì?" "Yên tâm," Hỏa Yến giơ ngón trỏ trước miệng, làm im lặng, nói, "Ta không nói cho người khác, Đồ đốc ngày đầu đến Tế Dương đã cùng ta xem tranh xuân cung đồ." Xe ngựa dừng lại, Hỏa Yến và Tiêu Giác vừa vào, chưa đến viện tử đã thấy Lâm Song Hạc vội tới. Nhìn thấy họ, Lâm Song Hạc khép lại cây quạt, "Về rồi, biết không, Sở tứ công tử đến Tế Dương." Hỏa Yến nói, Biết rồi. Lâm song hạc sướng sờ. Một khắc trước, ta nghe thấy mông tắc vương nữ an bài hắn ở thôi phủ. Sao thế, có chuyện gì sao? Nhìn quanh thấy không có người, lâm song hạc nhỏ giọng Có âm mưu sao, còn hòa muội muội không để sở tử lan thấy, thân phận bại lộ làm sao. Chúng ta gặp mặt rồi. Hòa yên chân an. Sở tứ công tử cũng hứa không nói với người khác. Lâm huynh yên tâm, gặp rồi sao? Lâm song hạc nhìn tiêu giác, rồi hòa yến, hiểu rõ. Mông tắc vương nữ gọi các ngươi, chính là để gặp sở tử lan. Hỏa yến gật đầu. Sở tử lan đến tế dương để làm gì? Lâm song hạc ngạc nhiên. Sóc kinh công tử, không phải đến để du sơn ngoạn thủy, sao lại trùng hợp đến vậy? Hắn không biết người ô thác, hỏa yến. Việc này chuyện rất dài dòng, sư phụ của ta hiện đang ở đâu? Liễu tiên sinh mới về. Lâm song hạc hỏi. Sao vậy? Hỏa yến nhìn tiêu giác. Trước đó cứu tiểu điện hạ, sư phụ ta nói trong tế dương có người ô thác. Liên kết với chuyện của sở tứ công tử, ta nghĩ tìm sư phụ cùng bàn bạc, có thể phát hiện ra được gì đó. Sở tiêu giác không tín nhiệm liễu bất phong. Sư phụ ta tuyệt đối không có ý xấu, đồ đốc yên tâm. Tiêu giác gật đầu. Gọi liễu tiên sinh, chúng ta cùng bàn bạc. Trong viện, ngã sai vặt rỡ đồ từ xe ngựa, từ quần áo đến thức ăn, đệm giường, huân hương, không thiếu thứ gì tất cả đều là do từ đại tiểu thư chuẩn bị cho Sở Chiêu. Nàng ta quan tâm chuẩn bị, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm cảm động vui mừng, Sở Chiêu ngồi trong phòng, nhìn bàn nhỏ đầy áp đồ vật, thần sắc không gợn sóng. Ứng Hương đi tới. Nữ tử ở Tế Dương nữ tử vì địa thế sông nước, mặt mày rất rõ nét, thiên về xinh đẹp, trong số đó thì Ứng Hương vẫn nổi bật nhất. Nàng bưng khay trà đến Sở Chiêu, rót trà. "Công tử, phòng đã chuẩn bị xong." Sở chiêu gật đầu, nhìn ra bên ngoài viện. Thôi Việt Chi đã an bài phòng cho hắn, cách tiêu giác không xa. Tiêu đô đốc vừa về phủ. Ứng hương nói. Giờ cùng bạch y kiếm khách, lâm công tử vào phòng. Có thể là đang nói chuyện. Về phần nói gì, tất nhiên là liên quan hắn. Hắn cũng không để tâm đến chuyện này. Sở chiêu nhấp trà, cất giọng hỏi. Có tung tích của Sài An hỉ không? mươi 147, Tử Lan nhưng Sài An Hỷ hiện đang ở đâu? Ứng hương lắc đầu. Nô tỳ đã điều tra, mông tắc vương nữ hiện tại đang cho người tìm kiếm tung tích của Sài An Hỷ khắp nơi. Sở chiêu không mấy để ý, cười nói. Tiêu hoài cần đến Tế Dương, cũng chỉ đơn giản là để tìm người. Anh ngừng một chút, rồi hỏi nữ tử bên cạnh. Liễu bất vong là ai? Trước đây chưa từng nghe tên người này, chỉ biết là võ sư của Tiêu Đô Đốc. Tiêu Hoài cần tìm võ sư ở đâu? Ứng hương gật đầu, nhưng bọn họ rất tin tưởng và coi trọng liễu tiên sinh. sở chiêu đặt chén trà xuống. những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là phải tìm được xài an hỉ trước tiêu hoài cần. nô tỳ đã rõ. một lát sau, ứng hương trần chưa hỏi. công tử định xử lý hòa cô nương thế nào đây? dù trước đó đã nghe từ sở chiêu rằng hòa yến là một cô gái, nhưng khi nhìn thấy nàng qua cửa sổ, cô vẫn cảm thấy khó tin. thật khó để kết nối hình ảnh cô gái yếu đuối trước mắt với chàng trai lạnh lùng trong ký ức không thấy là khi tiêu hoài cần mang theo một nữ nhân bên mình sao? sở chiêu mỉm cười ta rất muốn biết nữ tử này được hắn tin tưởng đến mức nào ứng hương cúi đầu không nói gì chỉ có làn hơi từ chén trà tỏa ra rồi tan biến vào không trung không để lại dấu vết bên kia mọi người ngồi riêng trong phòng đây là bức tranh binh phòng của ô thác hỏa yến đưa cuộn tranh cho liệu bất vong xem tin tức từ thạch tấn bá nói rằng ít ngày nữa ô thác sẽ tấn công tế dương sư phụ xem bức tranh này có vấn đề gì không? Liễu bất phong xem một lát, rồi đặt cuộn tranh xuống. Ta không biết bức tranh này thật hay giả, nhưng nếu ô thác thật sự tấn công tế dương, họ sẽ tiến vào qua kênh đào như trong tranh vẽ. Trong tế dương, kênh đào là yếu huyệt, cắt đứt kênh đào là cắt đứt mạch sống của thành phố. Trước đó Liễu Tiên Sinh nói đã điều tra ô thác đến Tế Dương. Tiêu Giác nhìn Liễu Bất Phong. Có thể nói rõ hơn không? Liễu Bất Phong suy nghĩ rồi nói hàng năm trước lễ thủy thần, ta đều trở về Tế Dương. Năm nay, khi chưa vào thành, ta phát hiện một vụ thảm sát ngoài thành. Ban đêm, có người giết sạch cả một trang trại, thay đổi y phục để giả làm dân vào thành. Một đứa trẻ may mắn thoát chết kể lại, ta tưởng là thù hận cá nhân hoặc cướp bóc, nhưng điều tra mới biết nhóm người này không phải là người đại ngụy. Họ đã lâu lẻn vào thành, trà trộn với dân thường, chỉ chờ thời cơ làm loạn. Sư phụ nói, nhiều ô thác đã vào thành. Hòa Yến hỏi, Liễu bất phong gật đầu. Đúng vậy, họ đã chuẩn bị lâu rồi. Chờ đến lễ thủy thần sẽ làm loạn, bắt tiểu điện hạ. Kế hoạch bị các ngươi phá hỏng, họ sẽ nhanh chóng hành động lần nữa. Liễu sư phụ nghĩ rằng Tế Dương sẽ sớm có chiến tranh. Lâm song hạc lo lắng. Vậy nơi này rất nguy hiểm. Không cần lo lắng. Hỏa yên chân an. Mông tắc vương nữ sẽ giúp dân di tản đến nơi an toàn hơn. Lâm huynh đi cùng dân sẽ không sao. Lâm song hạc yên tâm hơn. Nhưng vẫn cương quyết. Ta sẽ không bỏ chạy, ta muốn cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử. Hỏa Yến không nói gì, rồi hỏi Liễu Bất Phong. Sư phụ, mông tắc vương nữ đã giao quân cửa thành cho đô đốc, ngài có muốn xem không? a à, hòa, ngươi quên rồi sao? Liễu Bất Phong cười khổ. Ta chỉ biết bày trận, không biết chiến đấu. Điều này đúng, Liễu Bất Phong giỏi kỳ môn độn giáp, năm đó dạy Hỏa Yến cũng là cô tự học. Không biết đánh trận nhưng ta hòa muội muội binh thư đọc tốt ta còn tưởng danh sư xuất cao đồ liễu bất phong cười hỏa yến cười ngựa thiên phú có lẽ kiếp trước ta là nữ tướng quân tiêu giác cười khẽ mấy ngày nay ta sẽ tiếp tục truy tìm tung tích ô thác liễu bất phong nói tìm được đầu mối có thể giải quyết nhiều việc quân cửa thành giao cho tiêu đô đốc tiêu đô đốc hao tổn nhiều tâm trí tế dương dân chúng nhờ ngài chăm sóc tiêu giác gật đầu mọi người bàn chuyện ô thác tiêu giác sẽ huấn luyện quân cửa thành, thời gian ngắn nhưng không dễ dàng. Liễu bất phong tiếp tục truy tìm tung tích ô thác, lâm song hạc sẽ ở thôi phủ chờ lệnh, còn hỏa yến khó xử nhất. Nàng muốn theo tiêu giác nhìn quân cửa thành, nhưng mục hồng cẩm không cho phép. Nàng định đêm xem lại binh phòng bức tranh, căn cứ tế dương địa thế bố trí trận mới. Nếu bức tranh là thật, có thể lập công, nếu giả, sẽ phát hiện lỗ hồng. Sau khi bàn bạc, mọi người định tản đi, vừa ra khỏi cửa, thấy dưới cây có một thị nữ xinh đẹp, chính là ứng hương. Thấy mọi người, nàng tiến lên lễ phép. Hòa cô nương. Hòa yến hoàn lễ. Công tử có chuyện muốn nói với hòa cô nương. Ứng hương cười. Ngài đang chờ ở phòng trước, hòa cô nương có thời gian không? Hòa yến nhìn lâm song hạc, thấy hắn ra hiệu đừng đi, còn tiêu giác yên lặng. Ứng hương cười. Công tử nói, trước đó có hiểu lầm, muốn nói rõ. Lần trước tại Lương Châu về, chưa kịp từ biệt đã đi không từ giá, rất thất lễ, mong cô nương không trách. Chuyện nhỏ này, Hỏa Yến vốn không để tâm, Lương Châu về có nhiều chuyện, không có thời gian bận tâm những việc nhỏ này. Công tử Thạch Tấn bá lại nhớ rõ và ôn tồn như vậy, nàng không muốn tỏ ra không biết tốt xấu. Hơn nữa, Hòa Yến cũng muốn biết sở chiêu đến Lương Châu vệ với thân phận và mục đích gì. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười trả lời. Tốt. Lâm song hạt sắc mặt biến đổi. Hòa muội muội, đa tà công tử tha thứ ứng hương mừng rỡ đô đốc ta đi trước nhìn một chút hỏa yến nói với tiêu giác buổi tối không cần chờ ta ăn cơm nàng chào liễu bất phong sư phụ ta đi trước lâm song hạc muốn khuyên vài câu nhưng hỏa yến đã theo ứng hương đi liễu bất phong có việc chào tiêu giác rồi rời đi sau khi họ đi lâm song hạc hỏi tiêu giác ngươi để nàng đi vậy sao bằng không thì sao đây là sở tử lan hỏa muội muội trước đây thích hắn đến thất hồn lạc phách bị người thất ước còn một mình đi ngắm trăng hắn không có trách nhiệm lại quay lại tìm hòa muội muội ngươi không lo sao không phải rất tốt sao tiêu giác nói lừa đảo cuối cùng đạt được ước muốn ngươi không lo lắng lâm song hạc hỏi nếu sở tử lan thấy hòa muội muội xinh đẹp làm chuyện gì xấu thì sao tiêu giác rót trà nói ngươi có hiểu lầm gì về sở tử lan hắn không xứng đáng với hai chữ kinh diễm sao không kinh diễm lâm song hạc tức giận Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không thể lấy mình so sánh người trong thiên hạ. Tiêu Giác mặc kệ, nói. Sở tử Lan làm chuyện xấu, hắn có thể bị nàng đánh bại, không cần lo lắng cho nàng mà lo lắng cho sở tử Lan. Lâm song hạc, hỏa yến đến tiền sảnh gặp sở tử Lan. Sở tử Lan thấy nàng, mỉm cười đứng dậy. Hòa cô nương, sở tứ công tử. Hỏa yến hoàn lễ, trời đã tối, trong tế dương đêm vẫn náo nhiệt, sở chiêu nhìn ra ngoài đi ra ngoài một chút hỏa yến không biết hắn muốn gì nhưng trong thôi phủ đông người nói chuyện không tiện nên nàng nói tốt hai người cùng đi ra ngoài tế dương đêm xuân ấm áp dòng sông rực rỡ ánh đèn lồng lầu các sen kẽ thật đẹp như thôn xóm đường làng ở giữa dây cung quả tiếng ca hợp tiệc lễ xã hội ngày đêm đụng vào nhau nhưng dưới vẻ ngoài bình yên không biết có bao nhiêu nguy hiểm những người bán hàng tươi cười không biết có phải là ô thác trá hình. Nghĩ vậy, cảnh náo nhiệt trở nên tẻ nhạt, hỏa yến nhíu mày. Hòa cô nương đang phiền lòng. Sở chiêu nhẹ nhàng hỏi. Làm sao sẽ? Nàng kinh ngạc. Vậy vì sao cùng đi ra ngoài, cô nương lại cau mày, tâm sự nặng nề. Hòa yến cười. Không phải, ta chỉ lo lắng chuyện ô thác. Trầm mặc một lát, sở chiêu nói. Hòa cô nương không cần lo lắng, vương nữ điện hạ sẽ an bài tốt tất cả, còn có tiêu đô đốc. Hắn ca ngợi tiêu giác, hỏa yến thăm dò. Ta tưởng sở tứ công tử không hợp với đô đốc, tiêu đô đốc có hiểu lầm ta. Sở chiêu cười. Lập trường chúng ta khác nhau, đều vì mình thôi. Hỏa yến ngoài ý muốn. Nhưng về ô thác, ta và tiêu đô đốc nhất trí. Hòa cô nương không cần lo lắng. Sở chiêu nói. Ta là người đại ngụy, không muốn thấy đại ngụy bị dị tộc xâm lược hỏa yến gật đầu đó là tự nhiên nên nhất trí đối ngoại ta nói vậy hòa cô nương có yên tâm hắn hỏi hòa yến vì sao nói yên tâm ta sẽ không tổn thương tiêu đô đốc hòa cô nương không cần đề phòng ta vì hắn hòa yến cười sở tứ công tử lo lắng ta không đề phòng ngươi thật không sở chiêu cười buồn từ khi gặp lại ngươi không gọi ta sở huynh mà gọi sở tứ công tử như cố ý phân rõ danh giới điều này cũng đúng hỏa yến nói không sao nếu ngươi không thoải mái ta có thể gọi lại ngươi sở huynh vậy ta có thể gọi ngươi a hòa không hỏa yến sững sờ nam tử trẻ tuổi cười ôn hòa như hoa lan trong đêm rất đẹp và thu hút trong cảnh xuân tế dương hắn nổi bật người qua đường không thể không nhìn trước người đẹp tính tình tốt hỏa yến khó nói lời nặng nàng do dự ngươi muốn gọi vậy thì cứ gọi sở chiêu mỉm cười cùng hỏa yến tiếp tục dạo bờ sông Trước đó, chưa kịp cùng A Hòa từ biệt, rất tiếc nuối. Chuyện nhỏ, Sở Huynh không cần để tâm." Hòa Yến nói, "Ngươi không cố ý, ta không giận. Nếu không vì Sở Chiêu, nàng không gặp Tiêu Giác và biết người cứu nàng là Tiêu Giác." Đây có lẽ là nhân hòa đắc phúc." A Hòa không so đo, lòng dạ rộng lớn. Sở Chiêu cười, "Nhưng ta không thể xem như chưa từng xảy ra, phải bồi tội." Hắn nhìn phía trước, "Ta tặng A Hòa một vật." Hòa Yến kinh ngạc. Cái gì? Sở chiêu đưa tay ra, trong lòng có một bông hoa nhỏ, điêu khắc bằng hồng ngọc, rất tinh xảo, phía dưới có tua cờ đỏ. Đồ vật nhỏ nhưng đẹp. Hôm nay thấy A Hòa đeo trường tiên, ta có một hoa tuệ, nhưng không biết võ, không cần binh khí. Để ở ta vô dụng, nhưng hoa tuệ này rất hợp với trường tiên của A Hòa, người thử xem có tốt không? hỏa Yến muốn từ chối. Không công không nhận lộc, sở huynh, thôi được rồi, vật này không rẻ. Hồng ngọc nhỏ màu sắc đẹp, ai biết có phải là mấy trăm kim. Nhận lễ dễ mang tiếng. A à, Hòa gọi ta, Sở huynh coi ta là bạn. Bạn bè tặng quà là chuyện thường, hoa tuệ này không đắt, ngọc cũng giả, A à, Hòa không cần lo lắng. Ở ta vô dụng, A à, Hòa không nhận là ghét bỏ hay xem ta là địch. Dù lời mang chỉ trích, hắn vẫn ôn hòa, hòa yến do dự. Hoa thạch lựu này thật là giả ngọc. Sở chiêu cười, A à, Hòa muốn thật ngọc ta phải tốn thêm bạc. Đã là giả ngọc, không quý giá, nhận cũng không sao. Hòa Yến cười. Cảm ơn sở huynh. Nàng gỡ xuống trường tiên, thắt hoa tuệ vào cán roi, nhìn đẹp hơn. Hợp với roi của A Hòa. Sở chiêu cười. Có qua có lại, sở huynh tặng hoa tuệ, ta cũng nên tặng lại. Hòa Yến cảm thấy nhận lễ dễ mang tiếng, nàng nói. Hôm nay sở huynh ở chợ đêm thích gì, ta tặng. Nàng sờ vào trong tay áo, lấy ra ít tiền đồng, bổ sung. Ta vội ra ngoài, mang ít bạc, sở huynh chọn đi. Không có lâm song hạc, không dễ mua gì. Sở chiêu nhịn cười, nói. Tốt. Hỏa yến theo hắn đi, chợ đêm tế dương rất náo nhiệt, bán đủ loại từ đồ ăn đến sách cũ, binh khí. Hai người đẹp, đi đến đâu cũng thu hút. Cuối đường, thấy một đám người vây quanh, hỏa yến theo sở chiêu tiến lên, thấy người bán làm đường hỏa. Người trẻ tuổi, Ăn mặc sạch sẽ, ngồi trước quầy, nấu nước đường trong nồi. Hắn dùng muỗng sắt múc nước đường, xối lên tấm đá, động tác nhanh, như vẽ tranh, tạo thành hình, rồi dùng dao xúc lên, dính vào thăm chúc. Đây là bánh đào đường nhi. Hỏa yến cao hứng. Không ngờ tế dương cũng có. Trước kia ở Sóc Kinh, có hội chùa, nàng vì sợ bị phát hiện nên không đi, chỉ nghe các tìm muội kể lại. Bánh đào đường nhi. Là một dạng, Sóc Kinh có sư phụ làm rất tốt hỏa yến mong chờ một lần nàng năn nỉ hòa đại phu nhân mang về cho một cái là một con chim nàng không nỡ ăn cắm trong ống bút nhưng trời nóng tan chảy sau hai ngày bị mắng một trận nàng không thấy bẩn chỉ tiếc nuối nghĩ giá mà đường hỏa bền hơn không ngờ tại tế dương gặp lại người trẻ tuổi tay nghề tốt không kém sóc kinh hỏa yến kéo sở chiêu chen lên thấy đống cỏ khô cắm nhiều đường hỏa đẹp sở chiêu nhìn hỏa yến cười ta thích cái này, A à, Hòa muốn tặng ta, sao không tặng đường hỏa? Ngươi thích cái này, chuyện nhỏ. Hỏa yến hào khí. Tiểu ca, đắt nhất đường hỏa là gì? Quầy ghi giá, hai văn một cái, nàng mang đủ tiền. Người bán hàng rong cười. Đắt nhất là lãng hoa, tám đồng tiền, cô nương muốn một cái. Lãng hoa là gì? Chọn đắt nhất là chuẩn, Hỏa yến hỏi sở chiêu. Sở huynh thấy được không? Sở chiêu cười. Tốt, tiểu ca, làm một cái lắng hoa, đẹp chút. Hỏa Yến đưa tám đồng tiền. Người bán hàng rong nói. Không có vấn đề. Hắn múc nước đường, làm đĩa tròn, đúc đường thành vòng rổ, từ đáy bẹp tạo giỏ phong phú sinh động. Có vòng rổ, sách tay, hắn thêm nhiều hoa, hoa hồng, thủy tiên, cúc, đào, sen. Không phải mùa hoa, nhưng đều trồng vào một giỏ, náo nhiệt diễm lệ. Hỏa Yến nhìn, đột phát ý tưởng. Tiểu ca, đây là tặng bạn, có thể viết tên bạn ta trên giỏ không? đương nhiên có thể. Sở Chiêu ngạc nhiên. A à, Hòa, cái này không cần. Sao vậy? Hòa Yến không hiểu. tên ngươi dễ nghe, không để trên giỏ thì tiếc. Dễ nghe đúng vậy. Hòa Yến gật đầu. Chiêu là Quang Minh, Tử Lan là Hương Thảo. người đặt tên này rất yêu ngươi, hy vọng ngươi phẩm hạnh cao khiết, tương lai quang minh. Sở Chiêu ngạc nhiên, Hòa Yến đã quay sang người bán hàng rong. Tiểu ca viết từ lan hai chữ thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 148, Vọng Nguyệt. Trên đường trở về, Hỏa Yến luôn nhìn vào giỏ hoa trong tay sở chiêu. Giỏ hoa này trông rất đẹp, người bán hàng rong đã viết hai chữ. Tử Lan. Rất tỉ mỉ, chữ của hắn thanh thoát và thanh nhã, kết hợp với các loài hoa trong giỏ, thật sự tăng thêm vẻ đẹp. Sở Huynh, sau khi về nhà, nhất định phải ăn hết sớm. Hỏa Yến nói nếu không, với thời tiết ở Tế Dương, nó sẽ rất nhanh tan mất. Chính nàng cũng mua một cái hình kỳ lân, đã ăn xong từ lâu. Ta đã thử, vị rất ngon, không quá ngọt. Sở chiêu cười ôn nhu. Cảm ơn A Hòa, ta sẽ ăn cẩn thận sau khi về. Hỏa Yến lúc này mới yên tâm. Sau khi mua đường hỏa, họ đi dọc theo bờ sông trở về, khi không có gì để nói, Hỏa Yến thỉnh thoảng hỏi một lần về hứa chi hằng. Sở huynh, lần trước về tham gia tiệc mừng của bạn, thế nào, có phải rất náo nhiệt không? Sở chiêu giật mình, rồi cười trả lời. Ừ, rất náo nhiệt, dù sao cũng là muội muội của phi hồng tướng quân, thái tử Điện Hạ còn tự mình đến chúc mừng. Lời này khiến họ yến sinh nghi, thái tử Điện Hạ. Thái tử đến xem hứa chi hằng cưới vợ, là vì hứa chi hằng hay vì hòa như phi, hoặc là cả hai. Hòa ra cùng hứa ra có âm mưu gì, chẳng lẽ thái tử cũng tham gia? Khái tử có biết thân phận nàng. Nhưng, sở chiêu thở dài. Hứa đại gia có lẽ đối với vong thê thâm tình, trong tiệc mừng còn rơi lệ. Hỏa yến. À. Có lẽ vì nàng không tin, sở chiêu cũng cười khổ. Thế nào, không tin trên đời có nam tử thâm tình sao? Hỏa yến thầm nghĩ, nàng tin trên đời có nam tử thâm tình, như cha nàng hòa tuy, sau khi hòa phu nhân qua đời, một mình nuôi lớn hai đứa con. Hòa đại tiểu thư kiêu căng, Hòa tuy yêu chiều vì nàng giống vợ cả, chứng tỏ trên đời có tình thâm không hối hận. Nhưng người này không thể là hứa chi hằng. Không phải là không tin. Hỏa Yến che giấu nụ cười, nói. Chỉ là hắn như vậy, mới cưới vợ chẳng lẽ không tức giận sao? Bây giờ hứa đại nái nái tâm địa rất lương thiện, thấy hứa đại gia khổ sở, cũng đỏ mắt. Sở chiêu nói. Chẳng những không tức giận, còn cảm thông. Phi hồng tướng quân và hòa gia người đều rất cảm động. Tiệc mừng náo nhiệt, nhưng không tránh khỏi buồn bã. Hòa Yến cảm thấy đây là chuyện cười nhất năm nay, hòa ra sẽ vì nàng khổ sở. Nói điều này với heo trong trường, heo cũng thấy bị xúc phạm. Nhưng Sở Chiêu nói rất nhiều người nghĩ như vậy. Chuyện xấu đã làm xong, còn giả vờ đáng thương, buồn nôn. A, à, hòa dường như không đồng ý với lời ta nói. Sở Chiêu chú ý thần sắc nàng. Hòa Yến cười nói, không có gì, chỉ thấy hứa đại gia rất thú vị. Lời này nghĩa là gì? nếu thật tình thâm, nhớ mãi không quên vợ cả, dù vua ban hôn, hắn vẫn có thể từ chối. Hắn là nam tử. Hòa Yến nhẹ chào. Nếu là nữ tử, không quyết định được nhân duyên là bình thường. Sở huynh từng nghe công tử bị ép cưới, nghe ác bá ép người làm gái điếm, nghe phụ thân bán con gái để giàu có, nhưng có nghe nữ tử làm thế không? Nghe sở huynh nói, hứa đại gia như thiếu nữ bị ép cưới, hứa đại nái nái như ác nhân ép cưới. Hắn không muốn cưới, không ai kéo hắn đi hỉ đường. Hắn không muốn động phòng, chẳng lẽ hứa đại nái nái cường bức. Kết hôn rồi, còn trầm mê, vong thê, để hứa đại nái nái xử lý thế nào. Ta thấy không công bằng, bạn sở huynh cũng dối trá. Nàng nói không khách khí, hòa tâm ảnh là muội muội cùng cha khác mẹ, dù nàng ghét hòa gia, nhưng hòa tâm ảnh không làm gì nàng, hòa yến không yêu hay hận, chỉ coi là người xa lạ. Người tỉnh táo nghe chuyện này, chỉ thấy hứa chi hằng sai hòa gia hủy một người còn đưa thêm một nạn nhân máu lạnh hoang đường sở chiêu sững sờ rồi cười dừng bước chắp tay là tài hạ nhỏ hẹp a hòa thân là nữ tử có thể đứng ở lập trường nữ tử là không ai nghĩ đứng ở lập trường các nàng a hòa không giống nữ tử tầm thường hòa yến nhìn khác chỗ nào sở chiêu tiếp tục đi giọng nhu hòa phần lớn nữ tử dù đối mặt khốn cảnh đã chết lặng, thờ ơ, không bằng A Hòa suy nghĩ nhiều. A Hòa nghĩ cho họ, nhưng họ có thể thích thú, còn trách ngươi xen vào việc người. Hòa Yến cười. Sở huynh nói cao ngạo. Sở chiêu cười ngừng. Sao lại nói vậy? Triều đình là của nam tử, thiên hạ đại sự là của nam tử, ngay cả đọc sách, chiến trường cũng của nam tử. Thế gian tán thường nam tử là anh hùng, nữ tử tán thưởng là mỹ nhân. Tốt không có đạo lý, nam tử chiếm hết tiện nghi, lại trách nữ tử chết lặng, không muốn phát triển, không cao ngạo sao. Sở huynh thấy ta không giống nữ tử tầm thường vì ta đi học, ra khỏi nhà, vào quân doanh, trong thiên hạ như ta không nhiều. Nhưng nếu những nữ tử kia cũng như ta, thấy lương châu vệ tuyết, tế dương thành nước, đại sa mạc trăng, giang hải sông núi, người nói, họ còn cam tâm tranh giành trong trạch viện, còn đắc chí chết lặng ngu muội. Hỏa Yến cười nhẹ, giờ phút này, nàng cười mang chút châm biếm, giống tiêu giác vài phần ta thấy bọn nam tử lo lắng điểm này, đặt nhiều quy củ chói buộc nữ tử, dùng tam cương ngũ thường bẻ gãy cánh chim, dùng những hiền thê mỹ nhân, để phân tích, các nàng càng ngu muội, bọn nam tử càng yên tâm, rõ ràng họ một tay tạo thành, vẫn nói, phụ nhân nông cạn. Bởi vì họ biết, một khi nữ tử có, lựa chọn, cơ hội, không chịu làm bình hoa chờ phu quân nuôi. Những nữ tử ưu tú sẽ thành tướng lĩnh, hiệp khách, văn sĩ, phụ tá, tranh phong thái với họ, mà họ chưa chắc thắng nữ hài tử trong đôi mắt, nước trong và gợn sóng như tế dương thành ngày xuân nước, trong sáng và thuần khiết, nhìn rõ ràng, sạch sẽ sáng long lanh, như phản chiếu ánh nắng tươi sáng nhất. Sở chiêu nhất thời sừng sốt, từ trước đến nay biết ăn nói, không để bầu không khí lúng túng, giờ phút này lại không biết nói gì. Tựa như nói gì, cũng không thể phản bác nàng, rõ ràng là buồn cười, không biết tự lượng sức mình, thiên thật khiến người ta chán ghét chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng nhất định soi sáng ra bóng dáng, không che giấu được. Hỏa Yến trong lòng cũng là bất bình. Đóng giả. Hòa như phi. Dù mang đến nhiều thống khổ, cũng dạy nàng thấy nhiều thứ nữ tử khác không thấy. Nếu không phải đóng giả. Hòa như phi. Nàng sẽ không biết, so với nữ tử, nam tử có thể làm nhiều việc hơn. Nếu có văn tài, có thể làm quan. Nếu thân thủ chắc tuyệt, có thể thành tướng lĩnh. Dù gì cũng làm được người bình thường trên phố. Nói không dễ nghe, ngay cả nhạc thông trang, nữ tử ở đó là kỹ nữ, nam tử ở đó là con bạc. Chính vì sau này nàng thành, hứa đại nái nái, đồng thời làm qua nam tử và nữ tử, mới biết được thế đạo đối đãi đôi nam nữ khác nhau thế nào. Nam tử chịu khổ, có thể thành nền tảng, nữ tử chịu khổ, cả đời chờ nam tử khẳng định. Rõ ràng cùng là con người, ai hơn ai, buồn cười là một số nam tử còn xem thường nữ nhân, thật là không lời. Nàng nói một hơi, thấy sở chiêu không nói gì, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ đắc tội sở chiêu. Nhưng nghĩ lại, đắc tội thì đắc tội, dù sao hắn tay trói gà không chặt, nếu đánh nhau cũng không thể thắng nàng. Sở huynh, vừa rồi ta nói, quá nóng này chút. Hỏa Yến cười nói. Hy vọng sở huynh không nên so đo ta thất lễ. Sẽ không. Sở chiêu nhìn nàng, ánh mắt thêm một chút kỳ lạ. A à, hoặc chi tâm, làm cho người kính nể, sở chiêu tự thẹn không bằng sau này sẽ không nói bừa a à, hòa nói ta sẽ luôn ghi nhớ sở chiêu thật là có phong độ vừa rồi nàng nói nhiều hắn vẫn hòa nhã như gió xuân ôn nhu cực kỳ hỏa yến cười cười vậy chúng ta đi nhanh đi sở chiêu gật đầu cười trả lời hai người tiếp tục về thôi phủ hòa yến cúi đầu trong lòng thở dài một tiếng sở chiêu và tiêu giác trung quy là không giống nhau đối với nữ tử họ đều cho rằng nữ tử yếu đuối không thể bảo vệ mình. nhưng sở chiêu có chút phủ định và nhìn xuống. còn tiêu giác từ cách đối đãi nữ thi trong hậu viện tôn gia ở lương châu thì là thương tiếc. kẻ làm tướng phải công bằng chính trực, bình tĩnh anh dũng, nhưng quan trọng hơn là phải biết thương cảm. hỏa yến và sở chiêu trở về muộn. viện tử của sở chiêu xa hơn của hỏa yến. đến cửa, sở chiêu nói: à, a hỏa hôm nay cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. sở huynh nhớ sớm ăn hết. Hỏa Yến còn băn khoăn về giỏ hoa đường hỏa, dặn dò. Hắn nhìn giò hoa, lắc đầu cười. Nhất định. Hỏa Yến nhìn hắn rời đi, mới quay lại muốn về phòng, vừa quay đầu, đã thấy ở hành lang, trong tiểu đình đứng một người, nhìn nàng cười, áo trắng phiêu giật, chính là Liễu Bất Phong. Sư phụ còn chưa nghỉ sao? Hỏa Yến đi tới hỏi, những ngày này ban đêm, nàng ít gặp Liễu Bất Phong. Ra ngoài hít thở. Liễu Bất Phong nhìn nàng đi mua đường tranh. Hỏa Yến gật đầu. Sở tứ công tử giúp ta giấu thân phận, nghĩ tặng hắn ít đồ. Bắt người tay ngắn, hắn cũng khó mà nói bí mật của ta. Đường tranh ở Tế Dương rất rẻ, ta tặng hắn cái đắt nhất, ở Sóc Kinh ít nhất 10 đồng, ở đây chỉ 8 đồng. Giá rẻ mà đẹp. Liễu bất phong cười, nhìn nàng nói. A à, hòa, ngươi bây giờ hoạt bát hơn nhiều. Hòa Yến giật mình. Tiếp trước, khi gặp Liễu bất phong, nàng đang trong giai đoạn khó khăn nhất mới từ sóc kinh yên ổn thoát ra, đến quân doanh tàn khốc, lại chứa nhiều bí mật, nên làm việc rất cẩn thận. Dù sau này ở trên núi với liễu bất vong, thỉnh thoảng nàng có phần làm càn, nhưng phần lớn vẫn cố gắng không gây phiền phức. Bây giờ nghĩ lại, từ khi thành, hòa đại tiểu thư, nàng đã thả lòng nhiều, đến hôm nay cùng sở chiêu mua đường tranh, điều này trước đây là không thể. Là vì nàng bây giờ là nữ tử, hay vì không còn hòa ra trói buộc, có thể muốn làm gì thì làm, không lo bị lộ bí mật. Bây giờ không tốt sao? Hỏa Yến cười hi hi, không nhất thiết phải luôn ổn trọng. Liễu Bất Phong nói, như vậy rất tốt. Hắn nói, thần sắc có chút buồn vô cớ, không biết nghĩ gì. Hỏa Yến muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt đạm nhiên của Liễu Bất Phong, lại nuốt lời vào. Liễu Bất Phong có vẻ khổ sở. Ngày xuân, mặt trăng không sáng như mùa thu, mông lung, mượt mà đáng yêu ánh mắt liễu bất phong rơi vào tiểu đồ đệ, trong đầu hiện lên, lại là một hình ảnh khác. Mục hồng cầm. Năm đó, mục hồng cầm cũng như vậy, ánh mắt trong trèo, thông minh, váy đỏ đáng yêu, thường thêu hoa điểu ở mép váy, tinh xảo kiêu lệ. Thiếu nữ luôn trải hai bím tóc, đính ngân linh đinh. Khi đi, linh đang phát ra tiếng chuông êm tai, có đôi khi chưa thấy, chỉ nghe tiếng chuông đã biết nàng đến. Khi đó, mỗi ngày có cái đuôi theo sau, rất phiền phức nói nhiều lần muốn mỗi người một ngả, nhưng mỗi lần mục hồng cầm lại muốn khóc, liễu bất phong dù cứng rắn, cũng không giỏi đối phó với nước mắt. Thế là mỗi lần đều bị nàng hóa giải, đến cuối cùng, mặc nhận người này là không thể bỏ, để nàng theo bên cạnh phiền phức. Mục hồng cầm rất biết hưởng thụ, dù mang nhiều tiền, nhưng không đến nửa tháng đã tiêu hết. Khi đó liễu bất phong chưa biết mục hồng cầm là ái nữ của mông tắc vương, chỉ thấy khinh bị nàng xa hoa. Nhưng nàng không quan tâm, vẫn tiếp tục tiêu tiền, còn bắt hắn cùng hưởng thụ. Nửa tháng sau, Mục Hồng cầm hết tiền, phải theo liễu bất phong ăn cơm rau dưa. Tử điếm ngủ là đơn giản nhất, đồ ăn cũng rất phổ thông. Không có tiền mua đồ chơi nhỏ, Mục Hồng cầm giữ được nửa ngày, rồi kháng nghị. Thiếu hiệp, chúng ta có thể ăn bữa ngon. Không thể. Liễu bất phong không có tiền, sư môn không thể làm xấu, không thể luồn cúi, chỉ làm việc nhỏ, tiền cũng ít nếu một mình còn tốt, nhưng hôm nay Mục Hồng cầm đi theo, lại tiêu hết tiền, một người thành hai người, tử điếm, ăn cơm. Thời gian trôi qua giật gấu vá vai, hận không thể tách đồng tiền thành hai nửa tiêu. Có thể thấy, Mục Hồng cầm cũng đang cố gắng thích ứng cuộc sống thô giáp này. Nàng làm ẩm ý mấy ngày, nhưng thấy Liễu Bất Phong thực sự tức giận, liền không dám nói gì nữa. Thành thật cùng Liễu Bất Phong sống cơm rau dưa. Nhưng nàng vẫn không thay đổi thói quen thấy gì muốn mua. Liễu Bất Phong còn nhớ có một ngày họ tại tế dương ngoài thành gặp một lão phụ bán hoa. Lão phụ để hai giỏ trúc, một đòn gánh, giỏ trúc đầy hoa cúc dại, tinh tế đáng yêu, trắng nhạt, trắng, rất rẻ, hái từ chân tê vân sơn. Mục Hồng Cầm tiến tới nhìn, lão phụ thấy, cười nói: Tiểu công tử, mua đóa hoa cho cô nương. Không cần, tốt lắm, tốt lắm. Hai người đồng thời lên tiếng. Liễu Bất Phong cảnh cáo nhìn Mục Hồng Cầm, nàng ủy khuất bẹp miệng lão phụ cười, từ giỏ chúc chọn một đóa đưa mục hồng cầm. Cô nương dáng dấp anh Tuấn, đóa hoa này tặng ngươi. Đội lên đầu, xinh đẹp cực kỳ. Mục hồng cầm vui vẻ đón, miệng ngọt ngào, cười nhẹ nhàng. Tạ ơn bà bà. Đã vậy, liễu bất phong không tiện trực tiếp rời, lấy một đồng tiền đưa lão phụ. Không cần. Lão phụ cười. Tiểu cô nương đáng yêu, lão bà tử ưa thích, công tử sau này đối nàng tốt chút là được. Liễu bất phong quay đầu, Mục Hồng cầm đội hoa, đắc ý hỏi Liễu Bất Phong. Đẹp không? Liễu Bất Phong không tự nhiên. Không liên quan đến ta. Mục Hồng cầm chừng mắt, ngồi xuống, nhìn đòn gánh đồ trang sức, rồi nhặt cái vòng tay bạc, nói. Cái này đẹp. Vòng tay bạc đơn giản, tựa hồ người thô giáp mài rũa, biên giới không bóng loáng, thắng ở vòng tay bên cạnh, điều khác một vòng hoa cúc dại, tươi mát dễ thương. Cái này thật đẹp. Mục Hồng cầm tán thưởng cái này gọi duyệt tâm vòng tay, lão bà tử cùng phu quân điêu khắc. Lão phụ cười, đưa người trong lòng mang, cả đời không phân ly, tiểu ca mua một cái tặng cô nương, cả đời dài lâu, có nghe không, liễu thiếu hiệp. Mục hồng cầm năn nỉ, nhanh tặng ta một cái. Liễu bất phong mắt lạnh nhìn nàng, túm vòng tay bạc từ tay nàng, đặt lại đòn gánh, lạnh nhạt. Nàng không phải người trong lòng ta. Mục hồng cầm mắt lóe chút mất mát, không tiếp tục lấy vòng tay bạc, nói lầm bầm làm sao ngươi biết ta không phải người trong lòng ngươi làm sao ngươi biết đúng vậy hắn làm sao biết thiếu niên kiêu ngạo không hiểu tuổi nhỏ vui vẻ đến lặng yên không tiếng động chờ hiểu ra đã thành kiếp tránh không được về sau nhiều năm liễu bất phong thường nghĩ nếu ngày đó hắn trước mặt mục hồng cầm mua vòng tay bạc mang cho nàng có phải họ không đi con đường kia như lão phụ nói một đời không phân ly buồn cười hắn tin quái lực loạn thần mệnh định trước ánh trăng vẩy trên mặt đất, một tầng sương trắng, trong trí nhớ tiếng linh đang dần xa, chỉ còn tin tức tế dương thành cách nhiều năm, cô độc tịch mịch, chút lạnh thấu lòng người. Người thích tiêu giác. Thành âm đột ngột, cắt đứt hỏa yến trầm tư, hỏa yến kinh ngạc quay đầu, liễu bất phong thu hồi ánh mắt, nhìn nàng, ánh mắt hiểu ý cười, lập lại. a à, hòa, người có phải thích tiêu giác? Không. Hỏa yến vô thức phản bác, rồi hỏi. Sư phụ sao nói vậy? Ngươi không phát hiện, Liễu Bất Phong nói. Ngươi bên cạnh hắn, rất buông lỏng. Ngươi tín nhiệm hắn, quá nhiều so với ta. Hỏa Yến ngơ ngẩn, nàng có sao? Có thể có, vô luận kiếp trước hay kiếp này, tiêu giác trong lòng nàng, có nhiều hiểu lầm, lạnh lùng hay ác liệt, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không nghi ngờ tiêu giác sẽ thương tổn mình. Dù tỏ ra đối với mọi việc tùy tiện, dưới đáy lòng, luôn duy trì cảnh giác. Cảnh giác này đối với liễu bất phong, hứa chi hằng, hòa như phi, và cả hòa tuy phụ tử đều tồn tại nhưng với tiêu giác nàng luôn tín nhiệm khiến người nhẹ nhàng như bây giờ không phải thời gian không phải kinh lịch là hắn liệu bất phong ôn hòa a à, hòa ngươi còn phủ nhận sao hỏa yến không nói gì một lát sau nàng ngừng đầu nhìn lên mặt trăng trên nóc nhà mặt trăng lớn và trắng ánh sáng vầy khắp viện ôn nhu nhìn người trong đêm sư phụ ngươi nhìn mặt trăng trên trời nàng chậm mở miệng. Từ nhà giàu đến mộ hoang, cống rãnh đều có thể soi sáng. Nhưng ngươi không thể bắt được nó, ta không thể bắt được mặt trăng, không thể để mặt trăng vì ta mà đến, nên đứng đây, xa xa nhìn là được rồi. Chương 149, đi qua sở chiêu. Hỏa Yến trở lại phòng, đèn vẫn sáng. Hai nhà đầu nằm ở gian ngoài, trên giường chơi lật hoa dây thừng. Khi thấy Hỏa Yến, họ vội vàng đứng dậy nói. Phu nhân, hỏa yến nhẹ nhàng nói không có việc gì các ngươi ngủ đi ta vào nhà nghỉ ngơi thiếu gia đã ngủ chưa thúy kiều lắc đầu thiếu gia vẫn đang đọc sách hỏa yến gật đầu ta đã biết các ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm nàng đẩy cửa vào buồng trong thấy tiêu giác đang ngồi trước bàn lật xem cuốn sách hắn chỉ mặc quần áo trong chiếc áo tuyết trắng khoác lỏng trên vai để lộ ra thịt như ngọc xương quai xanh gầy gò đẹp như trăng hỏa yến đóng cửa lại Tiến gần bên cạnh hắn, nói: "Đồ đốc." Tiêu Giác chỉ ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. "Ta tưởng ngươi đã ngủ." Hỏa Yến tháo roi bên hông xuống, tiện tay treo lên tường. Đầu roi treo một cái tua màu, lấp lánh như mây, với một viên hồng ngọc hoa thạch lựu rất đẹp, làm người khác chú ý. Ánh mắt Tiêu Giác rơi vào tua màu đó. Thấy hắn nhìn, Hỏa Yến lấy roi xuống, đưa tới tay Tiêu Giác. "Thế nào, Đồ đốc, đẹp không?" đây là sở tứ công tử tặng ta sở tử lan thật hào phóng tiêu giác nhìn giọng bình thản đồ quý giá như vậy tặng ngươi mà không tiếc quý giá hỏa yến ngạc nhiên nói sở tứ công tử bảo hoa thạch liệu này là giả không mấy đồng nghe vậy ta mới nhận hừ hắn cười một cái châm biếm vậy hắn thật sự thân mật thật quý giá sao hỏa yến có chút lo lắng vậy ta ngày mai trả lại hắn tốt hơn nhận đồ của người khác về sau có chuyện khó xử lý, vẫn là rõ ràng tốt hơn. Tiêu giác. Cất đi, ngươi không phải rất thích hắn sao? Hỏa Yến kinh ngạc. Ta thích hắn sao? Chính nàng cũng không rõ. Ta không muốn can thiệp việc của ngươi, nhưng vẫn phải nhắc nhở. Thanh niên dưới ánh đèn anh Tuấn, đôi mắt đen sâu, lạnh lẽo. Sở tử Lan là con rể tương lai của từ kính phủ, nếu không muốn chết nên tránh xa hắn một chút. Từ Phinh Đình là con gái cưng của từ kính phủ, Hình như thích sở tử lan, việc này lâm song hạc cũng nói qua với nàng. Nhưng có liên quan gì đến mình, dù có thích hay không, sở chiêu văn nhã lễ độ, cũng không để ý nữ tử ngồi đánh quyền trên giường. Tiêu giác thật sự lo lắng thừa. Đồ đốc, người quá khẩn trương với sở tứ công tử, đến cả ta cũng có thành kiến. Nàng chen vào bên cạnh tiêu giác, xoay người nhìn cuốn sách trong tay hắn. Trễ thế này, người đang xem gì? Tiêu giác không để ý, Hòa Yến đứng sau lưng ngó nhìn, một lát sau nói. Là binh phòng bức tranh, có vấn đề gì sao? Ngươi nói. Tiêu giác bình tĩnh nói. Tựa như ngươi mới là đô đốc. Hòa Yến rút tay khỏi vai hắn, kéo ghế ngồi bên cạnh. Ta chỉ là lo lắng. Mông tắc vương nữ gần đây chuyển dân vào Tế Dương, sẽ nhanh bị ô thác biết. Họ sẽ nhanh khởi binh. Hòa Yến đau đầu. Nhưng trong Tế Dương binh quá ít, ô thác tất nhiên không dưới 10 vạn. Hai vạn đối với 10 vạn, lại là binh lâu không đánh trận nhìn thế nào cũng không khả quan ngươi đời trước không phải nữ tướng quân sao tiêu giác dựa lưng vào ghế kéo mép một cái nói xem làm sao bây giờ hỏa yến sững sờ lời thật lại bị coi là dối binh phòng bức tranh bọn họ từ nước đến hỏa yến nói vậy chỉ có thủy công nói đến đây nàng cẩn thận nhìn tiêu giác hắn vẫn bình thản thanh kiếm treo tường trong suốt như tuyết lạnh như băng Nàng và Tiêu Giác, một người kiếp trước chết trong nước, lòng luôn có bóng tối. Một người trận đầu là thủy chiến, với hắn thủy công không phải là ký ức đẹp. Nhưng tại Tế Dương, không tránh khỏi trận này. Hỏa Yến hoài nghi nàng và Tiêu Giác có phải có duyên với nước. Sáng mai ta đi luyện binh." Tiêu Giác nói. "Ngươi cũng đi, ta." Hỏa Yến do dự. "Ta muốn đi, nhưng mông tắc vương nữ có thể không vui." Danh nghĩa, Tiêu Giác là Đại Ngụy Hữu Quân Đô đốc không ai bằng hắn luyện binh, nhưng Hòa Yến chỉ là thủ hạ. Không cần để ý nàng. Tiêu giáp nói. Ngươi theo ta. Đêm đã khuya. Nam tử ngồi trước bàn, lặng lẽ nhìn lãng hoa. Dưới ánh đèn, đường tranh đỏ sáng lên, hoa nở đầy. Trước lãng hoa, viết hai chữ tử lan. Đoan chính mà tốt đẹp. Tai nghe như vang lên giọng nói mỉm cười. Chiêu, nghĩa là sáng, tử lan đây, là hương thảo nghĩa. Người đặt tên cho ngươi, Chắc chắn rất yêu người, mong người phẩm hạnh cao quý, tương lai sáng lạn. Người đặt tên, chắc chắn rất yêu hắn. Sở chiêu không nghĩ vậy. Mẹ hắn là Diệp Nhuận Mai, con gái một tiểu quan ở thấm huyện, đẹp như tiên. Trong trí nhớ hắn, là người mặt mày không có tì vết, lại đẹp lại đáng thương, tự nhiên thanh cao. Đẹp như vậy, không ai quên. Nhiều người muốn cưới Diệp Nhuận Mai, nhưng nàng lại thích thấm huyện bản sự, tuấn Mỹ sở lâm phong sở lâm phong dù tại sóc kinh cũng là mỹ nam hào phóng phong lưu đa tình biết lấy lòng người không lâu diệp nhuận mai đã yêu say đắm ba tháng sau sở lâm phong muốn về sóc kinh trước khi đi hứa sẽ trở lại cưới nàng diệp nhuận mai chìm đắm trong mộng đẹp không nhận ra ngoài biết tên nơi ở tại sóc kinh nàng không biết gì hơn sở lâm phong đi không còn tin tức sau khi đi diệp nhuận mai phát hiện mình có thai sợ hãi không dám nói ai nhưng bụng lớn không giấu được diệp lão ra giận dữ ép hỏi cha đứa bé diệp nhuận mai không biết rõ chỉ khóc không ngừng cuối cùng diệp lão ra mời thầy thuốc định phá thai qua một năm gả đi chuyện này giấu kín diệp nhuận mai biết trốn đi trong đêm nàng không muốn phá thai không biết vì lưu luyến sở lâm phong hay vì gì khác nàng trốn đi diệp nhuận mai quyết tìm sở lâm phong nàng bụng to khó đi xa nhưng vì đẹp gặp thương gia giúp đỡ đồng ý đưa đến sóc kinh chưa đến nơi diệp nhuận mai sinh con sở chiêu ra đời sau khi sinh khổ nạn bắt đầu thương gia không phải người tốt muốn diệp nhuận mai làm thiếp nàng không theo giết thương gia thương gia giận bán nàng vào thanh lâu sở chiêu cũng bị bán vì mụ mụ nghĩ nàng đẹp con chắc cũng đẹp ngày sau có thể kiếm tiền nếu không làm nô cũng không thiệt diệp nhuận mai cùng sở chiêu vào thanh lâu con gái nhà lành không biết hiểm ác trong thanh lâu gặp đủ loại người sống không bằng chết nàng thay đổi tính tình giận dữ hướng sở chiêu phát tiết thường đánh đập nếu không có nữ tử khác che chở sở chiêu không sống nổi đến gặp sở lâm phong sở chiêu không hiểu mẹ mình yêu hay không nếu không yêu vì sao bảo vệ con chịu khổ nếu yêu sao nhiều lần đánh khoe mắt đuôi lông mày đầy hận ý Nàng luôn dùng chúc can đánh, vừa đánh vừa nói: "Ta hận ngươi, nếu không phải ngươi, ta không thế này. Sao ngươi xuất hiện, sao không chết?" Nguyên dù ác độc, nhưng khi thấy vết thương, lại ôm lấy hắn khóc. "Xin lỗi, mẹ có lỗi, A Chiêu, Tử Lan, đừng trách mẹ, mẹ đau lòng ngươi." Hắn mờ mịt, yêu hay không, không rõ, chỉ nhìn người buồn bã khóc, lòng thoáng ghét. Hắn muốn thời gian sớm kết thúc, muốn lớn lên, thoát đi nơi tuyệt vọng này không chỉ một mình hắn diệp nhuận mai cũng tìm cơ hội nàng không buông tha tìm sở lâm phong trời mắng hắn vô tình nhưng đầy chờ mong nàng nhìn sở chiêu như nhìn hy vọng có lẽ giữ lại sở chiêu để một ngày gặp lại sở lâm phong có thể đứng trước hắn nói đây là con ngươi kể khổ sở lâm phong sẽ đau lòng cưới nàng bù đắp khổ sở diệp nhuận mai nghĩ vậy đón tiếp mọi khách sóc kinh đẹp dễ thành đầu bài không ở Sóc Kinh, nhưng khách thương có người Sóc Kinh, một ngày sẽ gặp người quen Sở Lâm Phong. Người kia là bản của Sở Lâm Phong, nghe chuyện Diệp Nhuận Mai, chỉ coi chuyện vui, an ủi vài câu, thỏa mãn lòng từ thiện. Nhưng nghe tên Sở Lâm Phong, sắc mặt thay đổi. Biết Sở Lâm Phong, biết hắn háo sắc, không lạ chuyện này. Nhưng không thể, dù sao cũng nên báo trước, để người quên đi, không để họ chờ đợi khổ sở. Con ta khổ không biết có cơ hội gặp cha. Diệp Nhuận Mai khóc. Còn con. Bạn ngạc nhiên, hỏi. Có thể xem. Diệp Nhuận Mai gọi sở chiêu ra. Sở chiêu mũi và miệng giống Diệp Nhuận Mai, giữa lông mày giống sở lâm phong, ôn nhu, nhìn người như cười. Ngương mặt này, ai cũng tin là con sở lâm phong. Bạn bè vội ra về. Diệp Nhuận Mai thất vọng. Bạn về Sóc Kinh, tìm Sở Lâm Phong, hỏi nhiều năm trước ở Thấm huyện có tình duyên với Mỹ Nhân không? Sở Lâm Phong nhớ mơ hồ, nhớ là nữ tử đẹp nhưng ngu ngốc, tin lời hắn. Nữ tử kia giờ ở Thanh lâu, bạn nói sinh con trai giống ngươi, đẹp. Sở Lâm Phong ngạc nhiên. Sở phu nhân xấu xí, không quan tâm chuyện tình gió trăng của hắn, cưới cũng vui, trong phủ nhiều tiểu thiếp, quốc sắc thiên hương. Chỉ có một điều kiện, nạp thiếp được, con chỉ từ bụng nàng ra. Sở phu nhân sinh ba con, Sở Lâm Phong không quan tâm, cảm thấy đủ duy nhất tiếc ba con không ai giống hắn dung mạo thường bạn bè cười sau lưng hắn cả đời mê sắc nhưng con dòng dõi không đẹp giờ có người nói có con thất lạc lại giống hắn đẹp đó là tin tốt muốn con nhận tổ quy tông để người khác không nói con hắn không đẹp nhưng sở lâm phong nhiều năm cùng phu nhân tương kính phu nhân đoan trang nhưng không dễ trêu nếu không tiểu thiếp trong phủ đã có con sở lâm phong không có cách cầu mẹ mình sở phu nhân không coi trọng con thứ nhưng là huyết mạch sở ra lưu lạc bên ngoài không tốt nhất là thanh lâu thế là tự đi tìm phu nhân sở phu nhân và mẹ chồng nói một giờ ra lại phân phó người đi đát châu thanh lâu đón con thứ về chỉ là không nói đến diệp nhuận mai thạch tấn bá dù không một tay che trời nhưng là quan to với đát châu người cao không thể chạm thư tín từ sóc kinh đến đát châu diệp nhuận mai không tin mắt mình nàng biết sở lâm phong không người thường, nhưng không ngờ là thạch tấn bá. Là người nàng không dám nghĩ. Nhiều năm ẩn nhẫn giờ thu quả ngọt, nàng ôm sở chiêu khóc. Tử Lan, cha người đến đón, chúng ta về nhà. Sở chiêu lặng nhìn mẹ nước mắt rơi, mặt trẻ thơ không cảm xúc. Về nhà, ai biết, từ một hố lửa, nhảy vào hố khác. Nhiều năm tại Thanh Lâu, thấy nam tử tham lam ác độc, nữ tử ngu ngốc mềm yếu. Không khác biệt, nhưng diệp nhuận mai không nghĩ vậy nàng mua quần áo đẹp trang điểm sở chiêu thành công tử bản thân kiều mị trong gương nữ tử vẫn đẹp nhưng da không như son mắt không hồn nhiên không tươi trẻ nàng rơi lệ xuân sắc vẫn nhưng tuổi xế chiều mà lang quân hứa cưới chưa đến diệp nhuận mai nghĩ sở lâm phong là thạch tấn bá sẽ không cưới nàng làm thiếp cũng tốt con nàng là thạch tấn bá con trong thanh lâu nhìn sắc mặt người khổ quá, làm quan nhà thiếp, cao quý hơn. Nàng trang điểm động người, gặp sở lâm phong, nói rõ những năm khổ sở, yêu kiên định. Diệp nhuận mai nghĩ, nam từ nghe mỹ nhân luyến mộ, lòng đắc ý, sẽ thương tiếc, sủng ái hơn, tỏ rõ anh hùng tình nghĩa. Nàng không bỏ qua cơ hội, muốn đoạt lại sủng ái, dù làm thiếp, cũng là hấp dẫn nhất. Nhưng sở lâm phong không đến. Đến là hai bà tử, cùng đám tiểu tỳ nhìn Diệp Nhuận Mai khinh miệt, như nhìn nhiều sẽ ôm mắt. Bà tử cầm đầu hỏi. Sở công tử đâu? Diệp nhuận mai cảm thấy khuất nhục, muốn giận, nhưng cuối cùng, mỉm cười khiêm tốn. Tại phòng bên trong thay y phục. Dặn sở chiêu đeo ngọc châm, thanh nhã. Vừa vạn. Bà tử liếc mắt, ngoài cười trong không cười. Diệp nhuận mai bất an, hỏi. Các người muốn làm gì? Một bà tử kéo tay nàng, tiểu tỳ khác dùng khăn che miệng, Diệp nhuận mai trừng mắt, hiểu ra, dãy ruộng. Các ngươi làm sao dám, sở lang sẽ giết các ngươi. Bà từ lạnh lùng, cười khắc cốt. Chuyện lớn, không qua lão gia cho phép, nô tỳ dám quyết. Mai cô nương, chẳng lẽ thạch tấn bá thu nhận kỹ nữ thanh lâu. Ngươi muốn chê cười lão gia, hay con ngươi? Diệp nhuận mai dãy rụa, vóc nhỏ yếu, không phải đối thủ, dần mất sức. Đi mẫu lưu tử, là ân. Diệp nhuận mai chân đạp bất động, ngã trên đất, mắt trừng lớn. Chờ cả đời tường nở mày nở mặt lại chờ tử vong sở chiêu đeo châm trước gương ngắm hồi lâu mới bước đến phòng mẹ định gõ cửa do dự nhẹ đẩy khe cửa nhìn phụ thân là ai rồi thấy hai bà tử kéo diệp nhuận mai như kéo lợn chết treo lụa trắng đưa đầu nàng vào diệp nhuận mai mặt hướng cửa nhìn thẳng hắn châu vây thúy quấn lệ tuyết hồng trang ôm hận hoàng tuyền chết không nhắm mắt hắn lảo đảo che miệng không để kinh hô. Trong phòng người nói. Đẹp nhưng ngu ngốc, còn trông vào phủ. Không nghĩ, nhà nào thu thanh lâu người làm thiếp. Dù là nhà nghèo, không biết đi mẫu lưu tử. Nếu ở thấm huyện, không mất mạng. Hừ, tham. Sở chiêu lui lại, lui đến đủ xa, chạy đến phòng không người, đóng cửa, cắn răng, im lặng khóc. Như có tiếng nữ tử ghé tai, ôn nhu. Hoa thải y hề nhược anh, lạn chiêu chiêu hề vị ương. Ngươi về sau kêu A Chiêu, luôn có ngày a chiêu cùng vân thần mặc hoa mỹ quần áo đẹp sán lạn chữ kêu tử lan lan chi y, y, dương dương kỳ hương mẹ thích nhất hoa lan hắn ngây thơ nói về sau a chiêu mua nhiều hoa lan cho mẹ tiếng cười xa mắt hắn nhìn lãng hoa lô hỏa phát nhiệt sở chiêu ngừng lại ném lãng hoa vào ngọn lửa liếm rổ chốc lát đốt cháy khét ngọt hắn mặt không cảm xúc đi ra chương 150, Tế Dương Thành Quân. Sáng sớm ngày thứ hai, Hòa Yến và Tiêu Giác dậy sớm ăn cơm rồi đi đến diễn võ trường ở Tế Dương để xem quân đội của thành Tế Dương. Lâm Song Hạc không đi cùng họ, mà ở lại thôi phủ nghỉ ngơi. Trong khi đó, Liễu Bất Phong tiếp tục truy tìm tung tích của những người ô thác, cùng ra ngoài cùng thời điểm với Hòa Yến và Tiêu Giác. Trong thành Tế Dương có nhiều dòng sông, thành phố được xây dựng dựa trên các con sông, nước chia cắt mặt đất thành những mảnh lớn nhỏ, nên không dễ tìm thấy một khu đất trống lớn diễn võ trường được sửa chữa gần vương phủ vì chỉ có nơi này mới có mảnh đất trống lớn khi hỏa yến và tiêu giác đến họ gặp thôi việt chi thôi việt chi cười và chắp tay tiêu đô đốc thôi việt chi cười và vỗ vai tiêu giác thật ra từ ngày thứ hai các người đến tế dương ta đã bắt đầu nghi ngờ ngay cả tiểu thiếp của ta cũng nhận ra rằng ngươi không có điểm nào giống với người nhà họ thôi làm sao có thể là con của đại ca ta nhưng khi đưa các ngươi vào vương phủ, Điện Hà thường xuyên triệu kiến, ta đã biết các ngươi không phải là người nhà họ thôi. Vì Điện Hà đã biết thân phận của các ngươi và có dự định riêng, thôi mỗ chỉ đành giả vờ không biết. Thôi Việt Chi cười hắc hắc, khuôn mặt chất phác, mắt lại lấp lánh sự khôn ngoan. Điện Hà nghĩ ta ngu ngốc, thì ta sẽ tỏ ra ngốc. Ngốc cũng không sao. Hỏa Yến hiểu rằng Thôi Việt Chi trở thành tâm phúc của Mục Hồng Cầm không chỉ vì hắn dũng mãnh, cũng không chỉ vì tình nghĩa cũ, mà vì hắn biết Giả ngu. Có một thuộc hạ trung thành như vậy, tất nhiên phải trọng dụng. Thôi Việt Chi nói với tiêu giác. Điện hạ nói từ hôm nay, toàn bộ quân tế Dương Thành sẽ do tiêu đô đốc chỉ huy. Thôi Việt Chi nghiêm túc. Điện hạ đã nói với Thôi Mỗ về người ô thác. Thôi Mỗ sẽ toàn lực phối hợp với tiêu đô đốc, bảo vệ bách tính tế Dương Thành. Điện hạ đã bắt đầu chuyển dân trong thành chưa? Hòa Yến hỏi. Hôm nay bắt đầu, nhưng không dễ dàng. Thôi Việt Chi thở dài một thành phố bách tính quen ở đây, nhận tin tức gặp nạn, phải rời đi, tất nhiên sẽ khủng hoảng. Người già, trẻ em, người bệnh không thể rời đi, những người có gia nghiệp, cửa hàng, làm sao yên tâm bỏ hết. Thôi Việt Chi giữ vững tinh thần. Nghe danh phong vân tướng quân tung hoành xa trường, bách chiến bách thắng, ta muốn gặp từ lâu. Không ngờ tiêu đô đốc trẻ tuổi và anh Tuấn hơn ta tưởng. Hỏa Yến không nói gì. Tại diễn võ trường, quân tế dương không mặc khải giáp, chỉ mặc bố giáp màu xanh, tay cầm trường thương, thoạt nhìn uy vũ hữu lực. nhưng hỏa yến nhận ra trận binh của họ không có lực sát thương, chỉ là hình thức, có phần cổ xưa. những năm qua, mục hồng cầm không chú trọng luyện binh ở tế dương, cũng dễ hiểu vì thành phố này an bình lâu năm, không có chiến tranh, dân phong thuần phác, không cần tốn nhiều công phu vào quân đội. sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hỏa yến lắc đầu, quân tế dương đã lười biếng quá lâu. Thôi Việt Chi nhìn Hòa Yến, biết rằng Hòa Yến là thuộc hạ của tiêu giác, nhưng nghĩ cô là tiểu tỷ của tiêu giác. Khi nghe Hòa Yến nói, hắn hiếu kỳ. Ngọc Yến có thể nhìn ra điều gì? Thôi Trung Kỵ ta họ Hòa, tên Yến. Ta chỉ cảm thấy trận binh tế dương có chút cũ. Ở Sóc Kinh, đã lâu không đánh như vậy. Yến cô nương. Thôi Việt Chi tự tin nói. Binh trận không phải càng mới càng tốt, phải phù hợp. Trận này ta và đồng sự nghiên cứu, rất hợp địa hình tế dương. Hỏa Yến không muốn đả kích thôi Việt Chi, nhìn Tiêu Giác thấy anh không phản đối, liền uyển chuyển nói: "Không bỏ trận binh, chỉ nhìn thân pháp giống như diễn luyện trên chiến trường, sợ rằng còn thiếu chút gì." "Thiếu gì?" Thôi Việt Chi hỏi. "Dũng mãnh." Hỏa Yến nói. "Quân tế Dương chỉ có thể đối phó binh sĩ yếu, nếu gặp kẻ hung hãn tàn bạo, chỉ sợ không thể thắng." Lúc nói chuyện, họ đến diễn võ trường, Hỏa Yến nói, cũng rơi vào tai một nhóm binh sĩ. Người cầm trường thương nghe vậy nhìn hỏa yến. Thôi Việt Chi không phục. Yến cô nương lời này, tựa như chúng ta tế dương quân là đậu hũ. Hỏa yến thầm nghĩ, nếu quân tế dương tự đại như vậy, trận chiến này không thể thắng. Nàng đang nghĩ cách diệt sĩ khí của họ, đột nhiên nghe thấy tiêu giác nói. Nếu vậy, ngươi cùng nàng tỉ thí một chút. Hỏa yến nhìn tiêu giác, binh sĩ cũng kinh ngạc. Cái này, không tốt à. Hỏa yến trần trừ binh sĩ cảm thấy an ủi, chưa kịp nói, Hỏa Yến nói tiếp. Dù sao cũng là binh của Thôi Trung Kỳ, vạn nhất làm họ mất sĩ khí, sau này không gượng dậy nổi. Thôi Việt Chi, hắn nghĩ đề nghị của tiêu giác quá qua loa, nghe Hỏa Yến nói, không biết nói gì. Thôi Việt Chi là người luyện võ, nhưng không thể đoán được thực lực của Hỏa Yến chỉ nhìn bên ngoài. Tiêu giác nói vậy, nữ hài từ này chắc có chút công phu, nhưng so với mục di, vẫn khinh thường nhìn nàng tay chân nhỏ bé, mục di dễ dàng bẻ gãy tay nàng. Hỏa yến nhìn tiêu giác, diễn võ trường ánh sáng, thanh niên dáng người như ngọc, áo bảo xanh thêm phần anh khí. Mục di chưa lên tiếng, hỏa yến đã nhìn hắn, cười. Thế nào, tiểu ca, muốn đánh một trận. Nàng mặc kỵ phục màu đỏ, dài đen, roi trước ngực, thoạt nhìn hoạt bát vô hại. Nam tử trẻ tuổi, thường có lòng háo thắng, nếu có cô nương khiêu khích, nên chứng minh bản thân. Mộc Di cũng vậy, nghĩ rằng đã cho qua cô nương này một cơ hội, nhưng chính nàng muốn thử, cũng chỉ để nàng nếm thử lợi hại của quân Tế Dương. Mộc Di chắp tay. Đắc tội. Hỏa Yến mỉm cười, xoay người, chân đạp lên cọc gỗ, như chim Yến màu đỏ, rơi xuống diễn võ trường. Nàng rút ra từ Ngọc Tiên, làm một cái. Mời. Tư thế. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, ra sân một phen, đã không giống bình thường. Mộc Di ngạc nhiên nhưng không muốn yếu thế, đi lướt đến đối diện. Một người một thương, một người một roi, trong chớp mắt chiến đấu cùng nhau. Quân tế dương thả trường thương, không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Một quân đội có đặc điểm riêng, nam phủ binh nghiêm túc, lương châu vệ thoải mái, tế dương quân náo nhiệt như xem trò vui, sôi trào. Tốt, đánh thật hay, mục di, ngươi sao không được a? À? đừng thương hương tiếc ngọc a. À? Cô nương tốt lắm, đánh chết tiểu tử này, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét trợ uy vang bên tai. Thôi Việt Chi nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ, roi trong tay nàng như thiểm điện. Hắn kinh ngạc, Mục Di là binh sĩ ưu tú, trong đám người cũng đứng đầu. Nhưng trước mặt hỏa yến, Mục Di rơi xuống hạ phong. Người khác nghĩ Mục Di vì đối thủ là cô nương mà hạ thủ lưu tình, nhưng Thôi Việt Chi nhận ra Mục Di không có cơ hội ra tay. Rồi của hỏa yến quá nhanh, bộ pháp cũng nhanh, Mục Di không có cơ hội ra tay. Nếu tiếp tục, rất nhanh hắn sẽ thua. Thôi Việt Chi hỏi tiêu giác. Tiêu đô đốc, hòa cô nương, thực sự là ngài thủ hạ. Tiêu giác nhạt nói. Bài bởi Lương Châu vệ đệ nhất, thủ hạ ngươi cũng không oan. Lương Châu vệ đệ nhất, Thôi Việt Chi không hiểu, Hòa Yến là nữ tử, chẳng lẽ nàng cùng Lương Châu vệ người cũng đánh nhau. Trên đài, Mộc Di Hình Dung chật vật, chán mồ hôi chảy ra. Cô nương này động tác tấn mãnh, từng bước đều dự đoán. Động tác của nàng nhanh, như không biết mệt mỏi, trọng yếu nhất là một nữ tử, tại sao có khí lực lớn như vậy? Ba, một tiếng, roi vung ra cọc đá, cọc đá bị đánh nát một góc, toái thạch xẹt qua mặt Mộc Di. Hắn không thể tin mắt mình. Đây là cọc đá, dùng kiếm chặt không nhất định chém nát, nàng dùng roi, roi không gãy, Hỏa Yến thoạt nhìn vẫn nhẹ nhõm. Đó là cái đạo lý gì? Mộc Di không biết, Hỏa Yến trước đó ở Lương Châu vệ, ném tạ đá tính bằng tháng khí lực, ở đây các vị đều không phải đối thủ của nàng. Mục Di đang nghĩ, một trường tiên đã quăng trước mặt hắn, hắn dùng trường thương cản, trường thương vậy mà nát, đứt thành hai đoạn. Quân tế dương đều an tĩnh lại, chỉ nghe nữ hài từ mình cười nói. Cuối cùng ba roi, roi thứ nhất, bảo ngươi không nên xem thường nữ tử. Mục Di luống cuống, cầm đoạn thương tiếp tục chống đỡ. Ba, lại là một tiếng, đoạn thương lần nữa bị đánh nát nữ lực sĩ ngoẹo đầu, thở dài. Doi thứ hai, cuồng vọng tự đại, trong đối chiến tối kỵ. Mục di chỉ có đoạn thương không dài bằng bàn tay, không tắc sắt, trường tiên đã đến trước mặt, không thể tránh. Doi thứ ba, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Trường tiên đến trước mặt hắn, đánh quyển, rơi vào tay hắn, lấy đầu thương đi. Khi mục di tỉnh lại, hoa yến đã đứng thưởng thức đầu thương, đi tới vỗ vai hắn, trả lại đầu thương, cười nói nhân ngoại hữu nhân người thiếu niên còn phải cố gắng nha nàng vượt qua mộc di cười đi thôi đồng bạn chen chúc tới hỏi mộc huynh người thua quá nhanh là cố ý lưu tình sao mộc di người mặt sao đỏ tiếng nói nhao nhao lọt vào tai thôi việt chi cảm thán thời gian nhanh nửa nén hương chưa tới đánh bại người yêu tú tế dương thôi việt chi nhận ra hỏa yến không dùng hết toàn lực nếu roi không phải hướng vào trường thương mà vào mục di, hắn sẽ đau khổ. Tiêu đô đốc có cái hảo thủ dưới. Thôi Việt Chi chân thành nói, nghĩ đến lời mình, lại lo lắng. Tế Dương quân không kịp Lương Châu vệ, có thể. Lương Châu vệ đã cùng người ô thác giao thủ qua một lần. Hỏa Yến nói. Người ô thác hung tàn xảo trá, thôi trung kỳ không tưởng tượng nổi. Họ sẽ không nhân từ, Tế Dương thành quân nếu không thể thắng, sẽ là tai họa. Thôi Việt Chi dùng mình. Vấn đề không phải thành thủ quân. Tiêu giáp nói. Đó là gì? Tế dương nhiều nước, người ô thác sẽ thủy công, trận chiến này sẽ trên nước. Binh trận tụt hậu, không phải là thủy công mà dùng. Thôi Việt Chi nhíu mày. Đồ đốc có thể nói rõ hơn. Hỏa Yến nhìn tiêu giác, kích động, không nghĩ tiêu giác cùng nàng nghĩ giống nhau. Thuyền. Trọng yếu nhất là thuyền. Trong lầu các, nam tử thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười. Ứng hương khẽ nói không nghĩ hòa cô nương thân thủ xuất sắc như vậy. Mặc dù biết hòa yến tại lương châu vệ, thân thủ số một số 2, nhưng chưa thấy tận mắt. Rất khó tưởng tượng cô nương trên diễn võ trường lại làm cho người ta trói sáng. Ứng hương cảm thấy, hòa yến đẹp, càng đặc biệt. Nhưng vì phần đặc biệt này, người thưởng thức nàng sẽ không như thưởng thức mỹ nhân thế tục. Tứ công tử, ứng hương nói, mông tắc vương nữ đã bắt đầu rút lui dân chúng trong thành, này muốn cùng đi không? lão sư đem ta đến tế dương, vì tiếp cận tiêu hoài cần, tiêu hoài cần đều ở đây, ta sao có thể rút lui. Sở chiêu cười nhạt. Tiêu đô đốc ở tế dương, mặc dù người ô thác đến, đô đốc có thể tự vệ, nhưng công tử không biết võ công, lưu trong thành, nguy hiểm. Ứng hương khuyên. Càng nguy hiểm, càng chứng minh ta đối với lão sư trung tâm. Sở chiêu cười. Ứng hương, người chưa rõ sao, lão sư giao việc này cho ta, cho ta hai con đường. Một con đường, chết ở đây, một con đường, sống sót, làm thỏa đáng hồi kinh. Nếu sự tình chưa thành, ta sống trở về, cũng chết, hiểu chưa? Ứng hương im lặng một lát, nói. Minh bạch, ngươi không cần lo lắng. Sở chiêu chắp tay nhìn xa. Ta còn có bạn tốt biết võ công, chính nghĩa hồn nhiên, sẽ che chở ta. Ứng hương nhìn về phía hỏa yến, nhắc nhở. Công tử, hòa cô nương là tiêu đô đốc thủ hạ. Ngươi cũng đã nói là thủ hạ. Sở chiêu mỉm cười không có quan hệ không thay đổi, đồng bạn, sau một khắc là địch nhân. Loại sự tình này, hắn thấy qua không ít. Lòng người giỏi thay đổi. Trong vương phủ, mục tiểu lâu ôm hộp nhảy xuống thang đá, hô hào. Tổ mẫu. Mục hồng cầm ngồi trong điện thính, nhìn về phía nàng, ánh mắt huệ hoài. Làm sao vậy, tiểu lâu? Đồng cô cô bảo ta chỉ lấy đồ quan trọng, nhưng ta đều thích. Mục tiểu lâu nói. Đồng cô cô nói xe ngựa không chứa hết, những thứ này tổ mẫu thu giữ giúp ta được không? Chờ ta trở về tế dương, sẽ đòi lại. Mục hồng cầm mỉm cười mở hộp, trong hộp là đồ chơi nhỏ, mảnh gỗ làm dế, con quay, tiểu chó giấy, còi. Đại đa số là thôi Việt Chi mua để lấy lòng mục tiểu lâu, một chút là nàng đoạt từ bạn bè. Mục hồng cầm đóng nắp hộp, giao cho thị nữ. Tốt, tổ mẫu thay tiểu lâu thu giữ, tiểu lâu trở về tế dương sẽ đòi lại. Mục tiểu lâu gật đầu tổ mẫu nhất định phải đảm bảo. Mục hồng cầm bật cười, điểm nàng cái chán. Đã biết, tham tiền, tổ mẫu. Mục tiểu lâu nhảy lên giường mềm, ôm eo nàng nũng nịu. Tại sao phải rời tế dương? Ta không muốn rời tổ mẫu, có thể không đi tham gia thọ yến của vương thúc không? Nói bậy. Mục hồng cầm nói. Sao có thể không đi? Ngươi là tương lai vương nữ, chỉ ngươi mới đại biểu tế dương. Người ta không muốn đi nha. Tiểu cô nương chơi xấu. Ta không biết vương thúc lớn lên ra sao, ở chung thế nào, nếu hắn hung ác thì sao? Sẽ không, bọn họ đều sẽ tốt với ngươi. Mục hồng cầm sờ đầu nàng, ngữ khi ôn hòa mang theo nghiêm khắc. Tiểu lâu, ngươi không phải tiểu hài tử, tổ mẫu không thể bồi ngươi cả đời, luôn có ngày ngươi phải một mình đảm đương, một mình gánh vác. Chỉ nhìn ngươi trưởng thành, tổ mẫu mới yên tâm, lớn lên cũng phải từ từ. Mục tiểu lâu không hiểu. Không phải sơn khẩu măng, một đêm chui lên mục hồng cầm bị chọc cười sao lại lo lắng không có thời gian người ô thác gần đây có động tác nàng phải đưa mục tiểu lâu ra ngoài mục tiểu lâu là hy vọng cuối cùng nàng làm dự định xấu nhất nhưng không thể nhìn tiểu cô nương lớn lên thật sự là tiếc nuối trong nhân thế làm sao nhiều tiếc nuối như vậy phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn